Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ít nhiều tạo ra bất ngờ ở tuyến giữa khi đội tuyển Việt Nam sử dụng tiền vệ tấn công Tuấn Anh đá cặp cùng với tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng. Trên hàng công, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng sử dụng tiền đạo trẻ Tiến Linh thay vì chân sút kỳ cựu từng sút tung lưới đội tuyển Thái Lan ở King's Cup là Anh Đức. Ngay khi cổ động viên của hai đội bóng chưa ống chỗ, đội tuyển Việt Nam suýt nữa đã xuyên thủng mạnh lưới đối phương. Ở giây thứ 20 của phút đấu đầu tiên, Hồng Duy thực hiện đường chuyền rất chuẩn xác để cho Văn Toàn thoát xuống, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ đến từ Hoàng Gia Lai lại đưa bóng đi trên cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn 10-10 của đội tuyển Việt Nam, một phen hú vía cho các cổ động viên của Thái Lan. Lợi thế sân nhà cùng sức ép buộc phải thắng, Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn Việt Nam, tuy nhiên đội chủ nhà vẫn không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Đặng Văn Lâm. Bước sang hiệp đấu thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo ngay lập tức có sự thay đổi khi Công Vượng được tung vào sân để thay cho Tiến Linh. Đã không dưới một lần khung thành của Đặng Văn Lâm bị đặt vào tình trạng báo động bởi những pha lên bóng của các cầu thủ Thái Lan. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Nishino cũng đã cho thấy khả năng sử dụng hàng tiền vệ với số đông và những bài tấn công sắc nét, điều mà người Thái đã không thể thể hiện trong khoảng thời gian vừa qua. Thế trận có phần xoay chiều từ phút 70 trở đi, Việt Nam đã có những tình huống thực sự nguy hiểm, nhưng tiếc rằng những tình huống cuối cùng thì chúng ta lại không thể tận dụng. Trận đấu càng nóng hơn khi càng về cuối, thậm chí huấn luyện viên Park cũng phải nhận thẻ vàng vì những phản ứng của mình. Ở những giây cuối cùng, suýt nữa đội tuyển Việt Nam đã phải ôm hận nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Chung cuộc, Thái Lan và Việt Nam hòa nhau với tỷ số 0-0. Đây có thể coi là kết quả thành công với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan, khá bất ngờ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Tuấn Anh đá chính ngay từ đầu để chơi cùng với Đỗ Hùng Dũng nhằm quán xuyến khu vực giữa sân của đội tuyển Việt Nam. Nói bất ngờ là bởi hàng tiền vệ được đánh giá có khả năng tranh chấp tốt và thiên về sức mạnh trước trận đấu diễn ra, nhiều người đã dự đoán huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dùng Huy Hùng để đá cặp cùng với Hùng Dũng chứ không phải là Tuấn Anh. Dù vậy, với nền tảng kỹ thuật rất tốt của mình, Tuấn Anh đã chơi rất tốt bên cạnh Hùng Dũng, phòng tỏa rất tốt nhạc trưởng Chanathip bên phía Thái Lan. Không chỉ về những đường triển khai bóng từ Piết Lộ Phú Núi cũng vô cùng hợp lý. Trận đấu giữa hai đội tuyển hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra tương đối hấp dẫn, mặc dù không bên nào khi được bàn thắng sau hơn 90 phút thi đấu. Có lẽ vì tương đối bế tắc về mặt kết quả, các cầu thủ đội chủ nhà đã không giữ được sự bình tĩnh. Đó là lý do khiến cho hậu vệ cánh trái Bumathan đánh ngồi với Trọng Hoàng. Tình huống này tương tự với pha bóng của Supachai Zadet phải nhận thẻ đỏ khi tác Đình Trọng ở cấp độ U23. Rất may là trọng tài đã không phát hiện hành vi của số 3 bên phía đội tuyển Thái Lan. Nhưng pha quay chậm sau đó cho thấy tình huống này xứng đáng phải nhận thẻ, thậm chí là một chiếc thẻ đỏ. Ngoài hành động không đẹp nêu trên, các cầu thủ Thái Lan còn có các pha vào bóng nguy hiểm với những Quang Hải và Quế Ngọc Hải. Sau khi Văn Hậu đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm với Heerenveen kèm điều khoản mua Đức vào mùa hè 2020, fanpage của đội bóng Hà Lan nhanh chóng ngập tràn những bình luận chúc mừng của các cổ động viên Việt Nam. Sự góp mặt của tân binh 20 tuổi đến từ Việt Nam cũng giúp cho trang chính thức của đội bóng này trên mạng xã hội tăng vọt lượng theo dõi. Chỉ trong một ít ngày, fanpage của Heerenveen cho tới thời điểm hiện tại đã đạt gần 230.000 lượt thích. Con số này được tăng lên 160.000 lượt thích so với trước thời điểm Văn Hậu xác nhận sẽ đầu quân cho đội bóng Hà Lan. Trên Instagram của câu lạc bộ Heerenveen, lượng follow cũng tăng vọt và hiện đạt hơn 44.000 người theo dõi. Trong khi đó, kênh YouTube của Heerenveen thu hút hơn 24.000 người đăng ký. Đoạn video phỏng vấn Văn Hậu cũng thu hút hơn 10.000 lượt xem. Số view không hề nhỏ so với những video trước từng được đội bóng này đăng tải. Sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam dành cho Văn Hậu là cực lớn. Nắm bắt được tâm lý của người hâm mộ Việt Nam, Heerenveen cũng rất biết cách làm truyền thông bằng việc ưu ái để hình ảnh của hậu vệ sinh năm 1999 này làm ảnh bìa trên trang fanpage.